Rồi chúng ta làm hợp cõi ta bà, chúng ta kháng trời kháng Phật thì Phật trời cứu chúng ta, còn chúng ta mà còn chấp ngã mà không kháng, không chịu cúi đầu thì con nghĩ Phật trời có tự nhiên đưa con lên Mông Sen không vậy? Mày lì quá thì lấy cái khăn lao cái núi Cẩm Thạch, khi nào cái núi Cẩm Thạch nó bằng đi rồi thành Phật. Chúng ta phải tự nguyện, tự giác đó. Cho nên tất cả hội thiên ở hải ngoại hay trên thế giới, chuyện này chưa bao giờ đi hỏi một người nào luôn á. Ờ, con muốn theo đạo tôi không, theo thiên tâm không? Mấy đó con có thấy bây giờ chưa hỏi không? Người nào phải gặp sư phụ 3 năm chưa nhận nữa. Và bây giờ mẹ cho nhận thoải mái, nhưng mà phải mở miệng 3 lần. Một lần thì cũng chưa chắc nhận, hoặc là đã giống như cái chị nãy ở Tiểu An cái gì đó, là chị đã từng thiên tâm lâu rồi, bà nói thật á, thì đến đây cái duyên thì mình không có làm khó người ta thì sư phụ nhận thôi, chứ không phải mà không biết cái gì. Còn giống như nghe clip sư phụ biết rõ rồi, thì cũng đã là ấy rồi, chứ còn lít lì mà không có hiểu gì hết sư phụ cũng không nhận nhiều người mà. Chứ không phải như mấy ông thầy, con quy với thầy đi, thầy đặt cho con là diệu gật, con quy với thầy đặt cho con là quảng gù, quá không? Rồi đi theo hỏi thầy rồi tu tập rồi thay đổi tánh đó, con thay đổi đi, thầy khỏi cần phải thay đổi. Không phải giống mấy ông thầy mà đi kêu người ta, không bao giờ kêu ai chứ, quảng gù diệu gật.